mất 4 triệu. 4 rưỡi. Thua mọi người 4 triệu. 4 rưỡi. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi hả? Mùa này mùa mấy? Mùa triệu mấy gì đó. Mùa này có 23, 21 bao à? Ý là nói là mấy nhiêu triệu á? 10, tích có 10 triệu, tích có ngàn à. Rồi lấy tiền xong chưa? Rồi. Rồi bắt đầu tiền xong rồi đưa đây. 4 triệu lên. Đừng hết đâu giữ mày. Không làm tới 4 triệu. Tính là khổ là chưa phần thuốc luôn hay gì? Phần thuốc. Phần thuốc là không có tới 4 triệu chạy, chị ở bển chị công 3 triệu đó. Tôi mua kinh giữa biết. Tính 3 công phải không? Ừ. 3 công. Tiền thuốc có tiền ai tính em tính rồi, tiền chống 1 triệu đi. Chống thì rồi giống 1 triệu chứ hả? 1 triệu luôn á hả? Ừ. Mua mấy bao mua 1 triệu luôn hả? Vụ này đây không rồi đó. Giống chạy hả? Ừ, giống chỗ thảo lộn đó. Phải rồi, cái mày giống gì mắc dữ tính? Giống chạy, giống nít, mắc lắm. Dạ, giống chạy hả? Giống chạy mà sao không trúng vậy? Giống chuột cắn rồi anh. Ủa. Sao không ra bắt con chuột sạp? Bắt chuột rồi chuột chạy nhất. Ờ, vừa hổm lu bu chứ thôi về xuống đây cắt lúa bắt chuột vui. Muốn đào hang chuột ở đây kìa. Vậy hả? Đào hang là phải chờ lúa ở đây ta cắt gần hết mới đào được. Em thấy cắt hết rồi đó. Cắt còn kì nhóc kìa hết. Chút, bữa nay cắt luôn mà, cắt luôn đó. Ừ. Cắt hết đó. Vậy nào rảnh đi, xuống bắt chuột nữa sập. Vui á. Hổm nhớ không? Rồi nói tóm lại là phí hết nhiêu, chi phí hết nhiêu chuột này. Có tính đó. Tính đã từng cắt nữa. Mua đã mấy bao không? Ba bao. Ba bao là chị ba bao đi bao rồi đi bê 800 ngàn ba đó. Hai bao đi bê hai là gì? Một bao đi bê một bao ly 500 ngàn bao đó. Ừ, cái UD cũng có 500 ngàn cái nhiêu? UD 500 ngàn. UD rẻ hả? 500 ngàn đi bê mắc. Là 1 triệu 8. Cắm từ hút đi. 2 triệu. Ừ. Tiền giống 1 triệu nữa hả? 4 triệu. Ừ. Phí chi phí cũng cao quá ha. Tiền cắt nó trả tiền cắt cho em một cái cây. Cao chứ chị bán là mấy giống ngang không á, sạch ngang không à. Cái gì? Trời lộn. Lộn lúa mình bằng thì mình lấy. Lúa mình bằng tốt rồi mình ra mình coi mình biết rồi. Bằng đâu? Người ta cũng lắc lộn vậy đó, ta mới bán cho mình nó lên lộn. Giống mắc quá. Sao có tháng vô? 5 triệu. Rồi ta mang mấy chục trăm. Cao bao xuân tưng. Tháng 100 triệu. Cái gì? Bà này 36 triệu. Bà 30 nhiều đất nhiều. Bà rất 30 nhiều. Đó là nhiều đất thì sẽ nhiều. Ở dưới em mới trúng số này nè. Đây. Ông kia trúng 5 tờ, đặc biệt. Đặc biệt luôn hả? Ừ. Hôm bữa sáng cho nhỏ đâu? Số 100 triệu. 150 triệu luôn, sắp dành qua. Cho bà bán số bao nhiêu? 150. 150 hả? Ờ, phải chị hai bán trúng đỡ rồi. Ở trúng thầu chị nó bóp trúng nè. Trời ơi. Tức. Sao chị hai bán trúng chị hai cũng đỡ khổ ha. 17. 17 hả? Động đất hả? Động đất 17 á. Mua mình mua có trúng đâu chứ. Có làm từ thiện không? Ai biết đâu. Mình sập mua những trúng chứ mình sập. Nay không mua. Hả mày ghé mấy hai ghé hơn tiệm hỏi xe hỏi anh kia đây sao? Hỏi ghé gọi em hỏi hỏi anh gì em đi nè. Hỏi chờ nào có anh từ từ có. Tới đây từ từ. Rồi để rảnh bớt việc đi anh tới anh giải quyết chứ nó vụ này. Chị vợ anh á. Hả? Cũng nói anh phải giải quyết cái xe này cho thằng Tấn nhanh. Chứ mà không có mà bán buôn gì mà để tới giờ mà lo quá rồi mà không ngại anh lu bu quá anh cũng chỉ điện thoại được thôi à. Rồi à, để anh bớt việc đi anh qua làm việc trực tiếp với bên đó luôn. Anh nói chị nào có không có trả xe lại chứ lấy tiền lại chứ trời chết rồi. Rồi không xe đi xe đâu đi. Thì ra anh bớt việc đi anh qua làm việc với bên đó. Qua làm việc. Mình mua phải tiền cọp trước nhau mà mua cái lai lâu dữ. Ấy mình còn giữ tiền lại đó mà gì đó. Trời là lâu dữ quá. Trời ơi. Xe mình mua mấy tháng à? Gần 2 tháng mình tính. Đâu 1 tháng, hơn tháng hả? À. Chừng 3 mấy ngày à. Chắc vậy khoảng 3 mấy ngày. Đâu có mua mấy 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 quên rồi. Sao nhớ nổi. Mùng 4, mùng 3 vậy á. Mùng 3. Thì coi lại cái đầu tôi nhớ nổi. Anh coi lại bữa mùng mấy rồi biết à. Sao la nữa đây? Cái gì đó la cái tôi bỡ máy lên cái nín hả? Khoái quay phim hả vậy? Khoái quay phim thì la lên mới được. Nhân ơi. Nhìn lên. Nhìn lên. Ờ gì đó. Nhìn lên. Nhà phải có gần gần nhà kêu Ruby làm lại cái bờ đặt lên luôn đó. Đặt gì? Là cái gì dữ hả? Cái gì dữ hả hả? Nhỏ. Rồi, rồi gài lật gọn hơ luôn á trời. Hay quá vậy rồi. Là cái gọn hơ luôn ha. Lấy tay nó một tay à. Lấy
cho nó. Trời ơi chú đích luôn rồi. Kể đi kể đi. Biết rồi về nó ấy thì lắc cái đậu qua hả? Sợ lúc lắc không nổi thôi chứ giờ lắc được rồi. Lật lại luôn con, chơi ngon luôn con, lật lại luôn. Ở gì la dữ hả? 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 Cà chấn hả? Cà chấn hả? Chạy cho tới rồi giờ bố hả? Bố ngửa lên không chị hai? Nằm ngửa lên. Không cho ngồi về nghiêng nghiêng hả? Nằm luôn hả? Nằm luôn được không? Hai tay cầm luôn. Tôi bữa căng tay nữa rồi. Vô lấy cho dầu ra liễu cho chị hai sức. Kéo quạt cái tay liễu, kéo dẫu cái nặng đi. Nấu gì nè? Ờ, cầm hai tay bú gai. Cầm hai tay bú gai. Thì làm phải có chúng có thất chứ sao. Ý là vô này do giá cao đó. Không chưa có tới sưng mà tại sao mình sạch sớm quá. Trời sớm thì ham quá trời luôn, tao biết sao vậy. Để nó bỏ nó làm chó, làm gì vậy? Tức quá trời nhà, tôi tức không rồi luôn nha. Vậy thì dù sao cố gắng chăm sóc kỹ hơn. Không có. Không chứ chuột. Chuột. Cái gì? Chuột cắn. Chuột bộ cái căn ở căn lúa này sao? Chuột có khóa như là gì vậy đó. Ủa cái này là bao đầu 6 mấy mình chưa. Dữ dữ lắm. Ai đi qua không giữ gì vậy? Hả? Thôi. Không giữ là tôi mệt à. Không giữ chứ hả? Ủa. Có không giữ không? Có không giữ không? Bà chị đi, chị kia điện cho ba đi. Ủa? Điện thầy giáo. Không giữ. Điện mẹ điện không được. Quá không giữ rồi. Cắt lúa nữa. Xịt xô la ngoài á, điện khỏi thăm tấn bảo khỏe cho. Ủa? Thì xô la hẳn đi chơi hoài. Có không giữ không? Lì quá mà. Lì quá mà. Cảm ơn. Muốn tao 500 á. Má hiền á. Ủa, dữ rồi. Nghe nghe. Ê. Âm dữ dữ hả? Ôi, mệt. Dữ. Ủa. Kéo bụng xuống qua này. Ủa, có dữ không? Ủa, làm gì? Hả? Ủa. Nó cũng dữ lắm chứ đâu hiền. Hả? Ôi còn không. Trời ơi. Trời ơi nó dữ rồi. Ừ, dữ lên đây mừng con ơi. Chứ con mà hiền khô mà sợ lắm. Dữ không? Nó quýnh à? Không có dữ. Cái đổi gì cả. Ừ. Gì vậy con? Cái gì đổi gì? Nhân đổi gì à? Trời ơi, đổi gì rồi? Đổi gì rồi? Đổi gì? Còn ăn bột không? Chú mua bột xuống cho con ăn nghe. Nó uống này nó phải nằm. Nó không nằm nó đâu chịu. Còn sữa thôi mà vậy đó. Nó lan ra lửa hả? Dữ lắm á. Cái giò nè. Đập hai đi. Hôm nay gì mà la dữ vậy con? Nó tội gì vậy hai? Uống sữa nay chưa đủ phải không? Chưa. Cà phê rồi đó hen. Vì là cái gà tới ăn rồi. Ăn được rồi. Đó. Uống bình sữa đi gan cũ luôn mà không phê phải không? Không đủ no. Hơn luôn hả? Mà không đủ no luôn. Không đủ no. Vì là tới ăn phải rồi. Ờ, tôi ăn phải rồi, muốn cho tôi ăn vừa nha, để chú đi mua ăn cho con nghe. Buồn ngủ rồi, lên. Buồn ngủ, vụ vụ mắt, ngủ đi con. Ngủ đi cục vàng. Buồn ngủ rồi. Ngủ rồi, ngủ đi cục vàng ơi. Ờ, ngủ rồi đó. Đang liễu đâu rồi? Liễu đâu rồi? Ờ, đang làm gì đó? Ôi, tính kiếm tiền. À, có chuẩn bị gì đi khám bệnh cho chồng nhân chưa? Organ trước rồi hả? Rồi giống chơi trò tôi trúng tiền quá vậy. Có chuẩn bị gì chưa? Ăn rồi đó. Đâu? Liễu hồi đang thăm giấy ướt nè.
bự đi. Rồi giấy tờ của trọng nhân đầy đủ chưa? Đấy, đi sao nào? Hả? Đấy, đi sao nào? Ba những cái giấy tờ bữa hổm mình đi mình đem những gì? Đấy, đi sao nào? Đi sao nào? Giấy thẻ xanh thì chắc không cần đâu, nhưng mà ba cái giấy giấy bảo hiểm có chưa? Chưa. Ờ đó. Thấy không? Lấy giấy bảo hiểm ra. Mà đều đem theo thôi chứ cũng mình chích dịch vụ mà. Mà đều phải đem theo cho có gì ta cần thì mình đưa ta coi thôi chứ. Mình chích dịch vụ mà đâu có cần giấy bảo hiểm đâu. Ủa ừ. Rồi quan trọng là cái gì biết không? Ờ cái đó, rồi quan trọng hơn nữa là gì biết không? Không biết. Phải rồi. Nhớ coi, nhớ kỹ là cái quan trọng là gì? Bảo hiểm. Không phải. Quan trọng nhất để chích người cho trọng nhân là cần phải có cái gì? Tiền. Ồ hay quá. Có tiền, đem theo 500 mà. Cái gì? 500 đâu đủ? 2 triệu. Ừ, đem giá từ giá 2 triệu. Ba tiền hổm mà mình đi khám bệnh cho trọng nhân thành phố được, đi khám nhi đồng đó thì mạnh thường quân có giúp cho trọng nhân khám bệnh, nhưng mà do trọng nhân khám mà đi về không có vấn đề gì cho nên là cái số tiền nó còn thừa lại. À. Thì tính như Minh Kha là nói với Liễu là cái số tiền này phải giữ đó để chích ngừa cho trọng nhân. Tại vì đi chích ngoài xã mà thuốc hết rồi. Hết chích, tỉnh với con. Ờ, đem tiền chưa? Dạ. Rồi lấy tiền đi. Đây rồi. Ừ, lấy tiền. Đây rồi. Uống thuốc là đúng chỗ rồi phải không? Đúng cử. Không có, bây giờ nãy giờ chưa kịp hỏi cái vấn đề đó thì đi ra đây rồi, giờ bỏ nó vô đi rồi vô chỉ lại cái uống thuốc nào sao có đúng không nè. Sao không chặt lất không được ạ? Trời ơi, trọng nhân có cái ba lô tiếp theo với Thư hả? Ai tặng cái gì? Cái mình mua. Ê, hả? Chú Tính mua hả? Ủa đâu phải, chú Tính đâu có mua. Nhớ không? Nhớ không? Không. Mình hỏng nhớ thì mình khà mua, chú Tính thì mua đó. Mất ngừa đó. Không nhớ nữa. À, không nhớ. À đi. À đi mua sữa ta tặng đúng không? Ờ. Ừ. Ta tặng ướt nữa. Ừ, bởi vậy nói chú Tính mua đâu nhớ đâu. Mua sữa ta tặng. Có cẩn thận nha. Rồi, vô. Rồi. Mặt trời nè. Rồi, mặt trời là buổi nào? Nè. Buổi nào? Mặt trời là uống giấc nào? Giấc tối. 7 giờ. Sáng. Trời ơi, vậy là uống chặt lắc sao ta? Chứ tôi nói với 7 giờ sai là biết mới nói đợi là giấc sáng. Này là giấc sáng. Giấc sáng nè. Ừ, sáng 2 viên. 2 viên hả? Ừ. Uống 2 viên. Chiều 3 viên. 3 viên. Sáng màu hồng. Màu hồng nè. Chiều màu trắng. Sáng mặt trời, chiều mặt trăng, rồi 4-5 cái thứ luôn vậy mà không nhớ thiệt tình. Nè, sáng để chỗ này, chiều để chỗ kia. Không lẽ giờ sáng tôi đem lên nhà trên rồi tối đem nhà dưới chứ. Thiệt tình. Rồi nãy, ra đây, chị Hai còn không? Thằng Hai lấy xe gì rồi? Chị Hai, hồi nãy chị nói Liễu sao ở nhà rồi không rồi buồn làm gì? Điện thoại kia để đâu? Lấy điện thoại của ông Liễu gọi cho điện thoại ông Tấn. Con chơi. Ủa ai điện đây? Liễu tao mới gì điện à? Trời ơi tao luôn hả? Xưng chị Hai bằng tao kìa á. Xưng bằng em chứ. Dạ ba chơi mà. Trời ơi ghẹo khí khô. À, giờ, có nghĩa là không. Hôm qua nay là Liễu gọi cho anh, gọi cho chú Kha, gọi chú Thắng, gọi tùm lum, chú Nhiệm nữa. Rồi gọi mấy chú đang đi từ thiện mất lái xe rồi bắt đầu gọi không được nữa rồi mình bắt đầu nhỏ. Mới gọi bằng Tấn. Đem bình nhỏ không chú thích? Ờ đem bình nào thường uống đó. Bình này pha sữa sẵn chưa? Pha rồi, pha đại. Ờ pha đại nhiều đi nghe, lỡ nhiều khi mình có trục trặc gì mình ở lâu cái nó. Nè, vậy thì đủ uống bài. Vậy thì đủ uống không? Không đủ pha thêm đi. Để bà hai, bà hai chữ nữa. Rồi, hai vô nữa hả? Sợ bơm bánh xe cho chị Hai, sợ bơm xe cũ cho chị Hai. Bà Hai có khai đi vô bà chửi thưa. Ngủ rồi nè, ngủ khò rồi nè. Ủa rồi sao chị đem về được 2 chiếc xe vậy? Rồi, xe cũ. À, chạy về bánh chiếc tính qua rước. Tới rước rồi mấy đứa đưa qua cũng được. Không biết nó có nhận. Rồi, mình sợ bữa nay có đi theo chú Tính nữa không? Đi. Đi làm gì? Đi làm chơi. Phải, không phải. Bữa nay đi chích ngừa cho trọng nhân rồi sau đó làm gì? Ngủ. Đấy, chưa đúng. Chưa biết. Nhớ lại kỹ cái nữa coi. Để thăm mẹ. Đúng rồi. Cái đó mới quan trọng đó. Tại vì hôm nay mình sợ cũng mấy anh em cũng lu bu không có chở mình sợ bị được. Rồi hôm nay sẵn tiện đi
chích người cho trọng nhân này mới sẵn đi chở sập lên mới đi được luôn, tiện luôn. Đi từ thiện. Đi tiện tiện chứ không phải từ thiện, à, tiện việc rồi đi luôn. Chúc. Thì đi sẽ đi thăm mẹ nghe. Thăm mẹ. Ừ, thăm mẹ rồi làm sao nè? Có tiền cho nhiêu. Ừ. Ừ, mình có tiền để cho mẹ ăn uống nha. Ừ. Cái đó là cái tấm lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ cần phải làm nha. Ừ. Ừ. Tại vì sợp chưa có con đó, sao không hiểu đó, chứ sanh người con nha, cực khổ, nuôi tới lớn cực khổ lắm, biết bao nhiêu công lao phải không? Cho nên mẹ là với cha là phải, cha thì mất rồi không nói đi. Nhưng mà cha thì mình cũng phải kính rút nhang này kia rồi ha, tưởng nhớ cha. Người mẹ thì còn sống thì lo cho mẹ, giống như em thấy không, giống như chú Kha không? Chú Kha giờ mất mẹ, chú Kha rất là đau khổ. Đó, mình sợp còn mẹ cố gắng mà chân quý nha. Chân quý. Ừ. Chân quý là phải biết chia sẻ cho mẹ tiền để ăn. Ừ, đúng rồi. Good. 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 Good là biết gì không? Tiền á. Bữa nay bà đặt nó tiếng Anh, tiếng U, nó dốt chết mồ mà tiếng Anh. À, anh nói anh chứ phải nói em nha. Ừ. Good là tiếng Anh đó, là nghĩa là tốt đó. Tốt. Có nghĩa là sập làm vậy anh nói tốt. Tốt. Good. Good. Má này gái rụng ghê chứ. Mất. Ừ. Ủa, cái đó chắc mít. Gió bay vô á, chứ nó rụng đâu tới đó được. Lá rụng bay. Rồi giờ vậy. Chắc có lẽ là mình về, anh có một cái công việc rất là quan trọng cần giải quyết. Đi. Rồi một lát nữa thì chú Kha sẽ xuống chở Liễu lên trển, rồi mình mới chú Kha mới ghé rước mình. Đi. Ừ, đi. Đi. Liễu ơi. Bây giờ Liễu ở nhà chờ chú Kha xuống rước nha. Anh với Minh Sợp về trển, thứ nhất là mượn xe người ta giờ phải trả, không ai lâu được. Thứ hai là về có một cái công việc rất là quan trọng cần giải quyết. Rồi đầu lát. Ê, lát đi tới miền ghé Minh Kha ghé cứ anh. Có đưa đầu lên sợ trả nơi đưa cho anh, sợ đưa cho mẹ, em nói đưa gì đó. Đầu chị cho mẹ. À đồ ở nhà anh á. Chút anh bỏ xe. Nhắc anh đi sập. Thôi thôi. Nhắc đi cho xe, bỏ xe luôn đi. Sữa với có nghĩa là chị Thúy anh Hồ Chí Minh gửi tặng cho mẹ một thùng sữa với bịch bánh gạo lứt tốt lắm, bảo dưỡng. Đi. Rồi Minh Tấn thì sắp xếp công việc tranh thủ lên với mẹ. Em đi phải chịu mới được. Phá cửa đây, phá cửa đây, mày liễu vô nhà không được, có em có phá mới đi vô được. Ồ, oh, good. Good. Nếu như Tấn đi thì nếu mà được chị qua ngủ với Liễu giùm, tại vì sao? Đi rồi nhà có chị đúng đồng về biết đúng không? Tao cái vụ đó rồi, bây giờ mốt thì phải về chứ. Mốt về được. Thì bữa nay nè, bữa nay Tấn em ở nhà tê tới chiều, mà nếu như ủa lúa người ta chưa cắt rồi đâu có đốt được. Lúa người ta chưa cắt đốt là mang quả nghe. Có cháy lan qua người ta là chết. Ừ, cho nên là bây giờ là Liễu qua nhà đi ra hè dòm chừng nào lúa ta cắt rồi điện cho Tấn chạy về đốt gom. Chứ... ờ để chị Hai điện. Rồi rồi nếu như mà Tuấn đi chảnh thì chị Hai qua ngủ với Liễu rồi em ha. Tại vì hôm nay quý vị là có hẹn ở nhà, có một số khán giả nói sao mà không để sập về ngủ với Liễu, để sập ngủ Liễu ngủ mình sợ mấy anh ấy đột nhập, biết nãy không? Dạ cảm ơn chị rất nhiều luôn. À, chứ hôm gài thì có hẹn nhà mà hẹn mới đi làm thôi, cho nên là hôm gài có hẹn nhà với Liễu thì không có ngại mới đi sáng. Rồi về nghe Tấn. Rồi anh về nghe, em về chị Hai, về nghe với Liễu, lát chú Kha xuống rước em nha, chuẩn bị sẵn sàng nha. Cái gì cái mít hả? Cái mít không ăn thúi nữa rồi không? À, ơi, mít thúi nữa rồi. Ôi, mít này hư luôn rồi, này sợ bay nó nứt tét bét rồi. Chút cái đéo đặt cái mít này bỏ cái đéo. Ừ, nứt rồi không ăn được. Rồi lên đường sợ bay. Đi lên đường. Thì vậy. Rồi bây giờ tình hình có chút thay đổi. Ừ. Là bây giờ do Tuấn đi công việc trả tiền phân tiền thuốc. Rồi chị Hai thì đi về nhà rồi. Chút bây giờ bé Liễu nhà con mình, cho nên là tạm thời em ở đây với Liễu. Ừ. Ha, ở nhà bảo vệ trong nhân với Liễu nha. Ừ. Ừ. Rụng chuột lên coi bảo vệ được không? Không được à, uống nó sợ. Ừ. Rồi ở đây chút xíu chú Kha sẽ xuống rước đi rồi. Biết rồi. Ừ. Ở nhà đừng đi đâu nha. Ừ. Chú Kha xuống mà không có nhà là tới chuyện. Tới không chuyện à. Sập ở nhà với em. Rồi chút xíu chú Kha xuống rước nha. Chú Kha xuống rước. Ừ, hai anh em ở nhà thuận quà nha, không cả lộn nha. Biết rồi. Rồi anh về, bye bye. Bye bye. Ờ, chút xíu xuống à, rồi lên chảnh, lên tới chảnh thì chú Kha sẽ rước anh đi luôn. Đi rồi. Ừ. Để chung đó ha. Rồi nhanh nha. Chú nhớ chú trên bỏ trên xe đó. Bữa nay á là ngầm lớn. Ừ. Đó mà hôm qua thì nhiệm nói là bữa nay là 14 anh tính. Ừ. Anh tính anh là anh nói, ừ chết tôi nhớ rồi, bữa ăn chay. Ừ. Hôm qua là anh tính ăn chay với nhiệm.
Còn bữa nay không biết quên, bữa nay gầm, bữa nay 15. Mà sáng ngủ sợ đi ăn ăn gì sao? Ăn gì? Ăn gì quên rồi. Ăn gì? Bún gì? Bún riêu. Ủa bún riêu. Sáng nó em nấu bún riêu. Bún heo hả? Bún kia không ấy. Bún kia. Mà nói chung là mặn không? Đồ mặn. Bún bò. Bún bò. Ăn đồ mặn. Gấp cục thịt là bá lửa luôn. Đó, hồi nãy đi qua chùa rồi nói bữa nay gầm lớn nha, nhớ ăn tương nha. Nó không có sáng anh tính dắt đi ăn bún bò rồi. Ăn mặn rồi. Bởi vậy tôi nói tôi bị lạnh rồi, tôi tức. Lạnh rồi. Hồi đã tôi nói với Minh Kha. Ủa. À, tôi nói với Minh Kha là có một cái sự việc là không làm ngay ngày 15 được. Phải dời lại. Là do gầm lớn. Rồi đã cái tôi đi quất mặn. Mà ngon không? À, hồi sáng thì nói chung chỗ đó nấu cũng không được ngon. Giờ sập đã bị sập khai mới biết á. Chết mồ không, làm gì ông sập cũng khai chân ta. Sập khai luôn á. Thấy chưa, thấy bởi vậy là mình làm bậy là chết liền á. Đúng không? Cho nên là không được làm bậy nha. Làm bậy là bị khai đó, chết. Mà nãy giờ em có hay cái gì chưa? Chưa. Hồi nãy chú Kha xuống rồi sao? Chú Kha xuống rồi sao? Chú Kha chưa đi. Chú Kha xuống chở Liễu, chở con Liễu trọng dân đi chích ngừa rồi sao? Chưa tới ngày. Chưa tới ngày phải không? Vậy là chú Kha có nói rồi phải không? Chưa tới ngày tôi xuống, bây giờ có điện hoài. Cái máy à. Có nghĩa là kế hoạch bữa nay chở trọng dân đi chích ngừa mà do chú Kha nhớ nhầm cái ngày. Cho nên là bây giờ là cái ngày 7 tháng 12 mới chết. Mà chú Kha nhớ nhầm ngày 27 tháng 11 chết. Cho nên là bây giờ cái vụ đi chết người sẽ dời lại. Rồi cái tiếp theo là vẫn chở lên mẹ, sập lên thăm mẹ. Thăm mẹ. Rồi.